Rồi, kính xin chào các bác. Thì trên tay em đây lại là một cái con LG V50, và con này cũng là bản hàng xịn các bác nhé. Thì con này phải nói là không phải là hàng dựng gì cả, nhưng mà nó bị cái lỗ này này. Đây, phải nói luôn cho các bác là nó bị cái nó bị coi như là bị mất một cái bên tai thỏ này này. Đây, nếu mà tắt đi thì nó sẽ như này. Đấy, nó bị hơi mờ mờ đây này. Đấy. Có nghĩa là một bên này nó bị mờ, nó coi như hỏng đi, nhưng mà nó vẫn 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 cảm ứng các thứ chỗ này bình thường các anh nhé. Đấy, thì nó bị mỗi hiện tượng như thế thôi. Còn cái ngoại hình của nó thì là còn khá là ngon. Đây em cũng show luôn cho các bác cái ngoại hình nhé. Thì đây là cái cạnh dưới này. Show nhanh thôi, cái gì tại vì ngoại hình của con này nó không có quan trọng đâu, tại vì em bán cái con này có 1,6 triệu thôi. Đây, cạnh dưới còn rất đẹp nhé. Nói chung là ngoại hình con này thấy đẹp luôn đấy. Đây, cạnh trái này, đấy, đẹp luôn các anh nhé. Em sẽ làm nhanh cái clip này thôi. Đây, cạnh trên thế rất đẹp luôn, cạnh phải đây cũng thế. Nói chung là cái khung viền con này nó phải nói là 99% được, rất đẹp luôn. Còn đây là cái mặt lưng. Mặt lưng thì hơi hơi xấu, mặt lưng thì hơi xấu nhé các bác nhé. Đây, mặt lưng thì nó có xước đấy, nó có xước, nhưng mà cũng ở mức gọi là khá là xước, nhưng mà em vẫn thấy là chức năng cái thứ vẫn bình thường, chụp ảnh cái thứ vẫn đẹp, không vấn đề gì. Đây, còn cái màn hình trước này. Màn hình trước thì em chưa lau sạch được. Đây. Nhưng mà được cái là cái màn hình trước của con này ấy, nó còn rất là đẹp nha các anh nhé. Nó bị bám mồ hôi vân tay của em ở đây thôi chứ lau này thì chưa hết. Nhưng mà được cái tại vì đến lúc em lấy con này này là nó còn dán cái miếng đây này. Để đâu nhỉ? Đây. Nó còn dán cái miếng PPF này, cho nên là màn hình nó gần như không xước các anh nhé. Đấy, nó gần như không xước. Nhưng em tại vì em muốn cho ăn thì em bóc cái miếng PPF ra để em xem thôi. Đấy, rồi ok. Thì cái ngoại hình này con này ấy, thì là chấp nhận được nha các bác nhé. Và em cũng muốn nói với các bác là tất cả chức năng của con này đều bình thường hết, không có vấn đề gì cả các bác nhé. Và em đang lắp cái sim Viettel đây. Wi-Fi là bình thường đấy các bác nhé. Tắt Wi-Fi đi này. LTE bình thường này. Em đang lắp cái sim Wi-Fi, lắp cái sim Viettel để mà test cho các bác, là tại vì hay V50 bây giờ nó hay bị lỗi cái sim Viettel quá. Bây giờ thì đấy, thỉnh thoảng có con nhé, nó kết nối hơi lâu. Tắt lại. À thôi, vừa được được này không. Đây nhá các Đã bác nhá. lựa chọn sử dụng dịch vụ trả trước của Viettel để nạp Tiếp tiền. cận bình Quý thường. khách vui Đây, lòng bấm sáng phím quá. 1 À, đang để ra kích ngoài. hoạt tài khoản. Để kết nối. Đấy thì tại vì dạo gần đây ấy, là có một số con V50 không hiểu sao cứ bị lỗi sim Viettel thôi. Sim Vina với sim Mobi hoặc sim khác đều dùng bình thường hết, nhưng mà cứ dùng Viettel thì nó có LTE nhưng mà nó lại không nghe gọi được. Đấy thì em vừa test cho bác là xem Viettel của em dùng bình thường các bác nhé. Camera các thứ là các yên tâm, nét bình thường, không vấn đề gì cả, kể cả góc góc rộng hay là góc gần hay là cam trước đều bình thường hết các bác nhé. DC em cũng test hết rồi, không vấn đề gì cả, kể cả vấn đề sạc này em cũng test hết rồi, nó không vấn đề gì cả các bác nhé. Đấy. Sạc nhanh bình thường hết các bác nhé, chứ các bác không phải lo. Em chỉ nói qua vậy thôi, để mục đích của em ấy là em sẽ tháo cái máy này ra để cho các bác biết được là cái máy nó zin đẹt đẹt luôn các bác nhé. Đây, thì đây con máy này, số email của nó đây các bác nhé. Đấy, các bác mua về check đúng số email này. Ok, em sẽ tắt đi. À, màn hình quên. Quên, test cái màn hình cho các bác. Màn hình con này nó vẫn đẹp bình thường, chỉ mỗi lỗi cái đây thôi. Đây. Đây các bác nhé. Nó chỉ bị lỗi cái này thôi, chứ còn màn hình đẹp bình thường nhé, chưa có hề có lưu ảnh nhé các bác nhé. Đấy. Ok, nó nhanh thế thôi. Em sẽ tắt đi và em sẽ tháo hẳn cái máy ra để cho các bác yên tâm. Ok, tại vì cái máy này lúc đầu em không định tháo ra đâu, nhưng mà em nghĩ là bán một cái máy cũ mà không tháo ra thì em cũng không quan tâm, cho nên em cứ định tháo ra rồi. Đấy, hồi trước là nó còn keo zin đấy các bác, tháo ra vệ sinh rồi đấy. Đấy, cứ phải tháo ra cho các bác yên tâm. Con này thì lúc em tháo ra ấy, lúc lúc đầu em tháo ra ấy, thì nó gần như là mình là cái người mà tháo ra ra ra, ra lần đầu tiên đấy các bác. Đấy. Nó nhìn nó sướng lắm, nhìn nhìn những cái máy mà mình cảm giác như mình là một người tháo ra đầu tiên ấy, mình thích lắm.
tại vì những cái khi mà cái nhà ở trong cái nhà máy người ta lắp ráp vào ấy, cho nên những cái linh kiện trong đấy nó còn mới lắm, nó còn mới và nó chưa bị ai sờ đến ấy. Nhìn nó sướng. Và cục pin này các bác nhìn, cục pin này các bác nhìn qua cái cục pin này, nó cũng là cục pin mới tinh và hết chưa hề có bị hiện tượng là chạm vào cục pin các bác, chưa có hiện tượng cậy mở ấy. Ok. Tâm các bạn. Đây. Thì cái main này bảo đảm cho các bác là hoàn toàn là chưa hề có sửa chữa đâu nhé. Đấy, rất là nét luôn. Đấy. Ok, để đây. Và đây, các bác nhìn thấy đây, cái bộ màn hình là zin đét luôn các bác nhé. Và còn cái miếng tản đồng tản nhiệt này, chưa hề có dấu hiệu của sửa chữa hay cậy mở trong này, đặc biệt là cục pin này, cục pin nó rất là ngon và chưa hề bị có dấu hiệu bị cậy lên ấy. Đấy, nó còn phẳng lì luôn. Và tất cả các linh kiện cũng thế, đều rất là ngon. Đấy, mục đích của em chỉ là để tháo ra để cho biết được là linh kiện trong này nó là bảo đảm cho bác, các bác chắc chắn là ngon, đẹp đẹp luôn. Để các bác về các bác dùng nó yên tâm. Con này thì em nghĩ là bác nào mà về dùng mà máy phụ hoặc là để cày game cũng ổn các bác nhé. À, vì nó còn đầy đủ tất cả các thứ mà không kiểu không bị dựng. À, nói thật là cái máy này không phải máy em dựng nhé, cái máy này là máy máy em nhập của người dùng và em cứ chắc ăn em tháo ra thôi chứ không phải là máy em dựng nhé. Đấy, tại vì dựng em mà đã dựng thì là dựng cái máy nó ngon, nó mới tinh cơ, chứ còn cái này là máy mua của người dùng và về em bán lại thôi. Và mục đích em tháo ra để cho các bác yên tâm là các bác mua về các bác không không sợ bị mua phải hàng lởm thôi. Ok, bắt đầu cần thì liên lạc em ở số góc màn hình nhé các bác nhé. Chào các bác.